Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Anh chào anh em đến với kênh Trung Sắc Đến Thắng nè. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo về con Giang Ma HS70. Dòng cái này hổm gài rất nhiều anh em chuộng nè. Ai nghĩ với bà con anh em chuộng là cái dù mà nó mạnh đó nè, chứ nó không có gì đặc biệt, nó chạy đạn nhưng mà nó mạnh. Vì dòng này nó có xài búa dục ha. Cái này là HS75, dòng tua là 2500 đến 2700 nghìn em, tua cũng nhanh ha, tua 2500 đến 2700. Ngoại hình máy nó bị gì đây, có bộ nguyên bộ lọc dầu, em thấy này nguyên bản nè, nó còn hai cái thanh này em nhìn nó mắc cười quá, thanh này em nghĩ chắc để cho người ta kéo rồi nè. Khi mà đa số những cái dòng máy này là bà con hay gác đầu máy xới, cái này em nghĩ cũng có chức năng nó bợ đỡ hoặc là để dành những cái lúc mà có thể máy mà xuống lầy rồi ha, có thể là mình ta buộc người ta kéo rồi hay là có mục đích gì thì mình không biết. Con dầu còn đẹp nữa nè, con dầu anh em nhìn mà nó thiếu cái lược. Còn ngoại hình cái máy này sao nó mắng quánh trứng không, bu ly hết hình dung luôn, ba gánh 2 tấc 2, gánh nào gánh ấy bự chà bá luôn nè. Nhưng mà máy này nó thiếu cái bu lửa anh em, nó chỉ còn ba con ốc thôi, còn cái bu lửa thì nó không, nó mất tiêu rồi. Nó có bu ly của máy này được chứ, HS70. Theo góc độ của em nhìn nhận thì cái máy này nó không đẹp mà cũng không xấu nữa nè, nó tầm khoảng 6.5 đến 7 điểm mà nó vô dạng tầm trung. Cái này thích hợp cho anh em bà con cô bác mình để đồng bơm nước, con người chạy ghe vỏ là kéo những cái nén xịt thuốc vậy thì rất ok, thì giá thành nó cũng không bao nhiêu, rất dễ cho người sử dụng nữa, rồi cũng không có để mất cái thời gian của anh em bà con cô bác mình. Em nhờ chuyển khách hàng cho anh em bà con cô bác mình nha. Rồi chuyển nhờ con khách hàng cái máy này cho bà con mình nghe coi chị. Cái này gió đạn nha thôi. Tiếng mà. Nằm quay còn chạy nó duyên mà quay. Hai tủ à, quay hai tủ à. Cái da này hiện tại đang là da sống rồi nè. Đang để con kéo nó lủng cái nền nó mới nữa rồi. Cái này mà gắn cái bu lửa vô là nó ám hiểm luôn đó nè. Đang không có vô là ám hiểm luôn. Mà này nó không có, không có. Anh em bơm nước một cái nó đã dòng thứ nhất là nó bật đạn, dưới thứ hai nữa là nó chạy gió, gió đạn nó có đòn hai thứ, thứ nhất là anh em nhẹ quay, thứ hai là máy Nhật dù sao nó cũng hết thau dầu hơn máy Trung Quốc rất là nhiều nữa mày. Làm đi quá anh em mày, cái bu ly này nó ăn tiền, cái bu ly này anh em kéo cái bu ly này khó. Anh em nào có chốt cái máy này thì em làm cái bàn ga lại cho anh em mình nhé. Hiện tại nó đang là ga sóc. Cái máy này không nhìn thấy nó cũ, nó chạy tiếng im dữ được chứ.
quá ok luôn. Anh xin quay kỹ lên một lần nữa cho anh em bà con cô bác mình tham khảo nhé. Cái này là cái HS70 gió đạn. Ngoại hình thì nói chung anh em nhìn có thể là thấy không có ưng mắt cho lắm nha, vì nước sơn nó hơi chóc nè. Nhưng mà theo góc độ nhận xét thì cái máy này chạy còn rất là ngon anh em, chạy rất là ngon. Nó chưa, nó không có bô ấm mà, nhưng mà máy nghe tiếng nó còn lực. Với thứ hai là nó chạy cái nghe cái tiếng máy nó đều, là bơm bét nó chuẩn á. Anh em nhìn mà heo bét chưa có dấu hiệu mở đó là đồ của anh ta căn chỉnh còn nguyên si. Chỉ cái yếu điểm là thiếu cái bô lửa nè. Anh em nào có chốt được cái máy này thì em tặng cho anh em mình cái bô nổ nha, cái bô nổ nha nè. Vì cái bô lửa của nó xấu quá trời xấu, em lấy cái trắng em cắt ra làm cái bô nổ cho anh em mà con có bác mình. Thì hiện tại thì giờ nó chưa có bô nè, còn kết nước thì bên em bao, bao hàng kết nước cho anh em mà con có bác mình. Còn mặt cái âm trước thì nó cũng vô dạng vậy nè, vô dạng sồn sồn, cũng không có gì đặc biệt mà nó không phải cũ quá. Thì đây HS70 dòng tua là 2500 đến 2700, cái này nó cũng chạy nhanh nha nè, cái tua nó cũng nhanh đó. Thường thường ta 2400 đến 2600 đối với cái dòng HS nữa, cái này tới 2700 nè, mình chạy ra lớn mà tới tốc độ tới đó đó. Rồi em cũng xin báo giá anh em mà con có bác mình luôn ha, cái này em bán anh em là 5500 em bao ship nha nè, 5500 em bao ship. Nhưng mà vì anh thiếu có bô em tính anh em là 5400 nha. Anh em nào có làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Còn cái số CD của máy này là 004220 HS70 004220. Anh em nào làm được cứu em nghe nè, dòng này xài anh em xài nó rất là lì luôn á, đặc biệt là rất là trâu, mạnh dẻo dai. Rồi chào tạm biệt anh em.